Vô Lan TV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì còn bây giờ là khoảng 7 giờ hơn. Hôm nay Vô Lan TV đi làm về cũng hơi trễ. Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2024. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường 3 tháng 2 cũng như là con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Ở phía bên trái có ngã ba Trần Thiện Chánh. Đi vô khu xóm cũng có rất là nhiều những cái biệt thự, rất là nhiều những khách sạn nhỏ nhỏ. Sau lưng của mình đó là cầu vượt Nguyễn Tri Phương, chỗ chợ cá Trần Quốc Toản. Tối nay Vua Làm TV mời anh chị và các bạn chúng ta xuất phát từ đây, mình đi về hướng Hà Đô Sentosa, khu rất là nhiều những căn hộ. Mấy bữa có cô chú anh chị yêu cầu Vua Làm TV đi lòng vòng ở khu Hà Đô để xem các khách sạn ở đó thì như thế nào. Chúng ta đi từ đây, mình đi lòng vòng trên con đường này. Ở đoạn này cũng có vài khách sạn lớn lớn, Vua Làm TV cũng thấy cũng hợp nhãn. Đó là khách sạn ngay chỗ kế bên rạp Hòa Bình nè. Ngày xưa ở đây có khu chợ đêm Kỳ Hòa, nhưng mà lâu lắm rồi không có còn hoạt động cái khu chợ đêm này nữa. Ở đây là giao lộ Lê Hồng Phong, nếu quẹo phải là ra ngã bảy Lê Tổ, còn quẹo bên trái là ra khu chợ đêm Kỳ Hòa ngày xưa, con đường Cao Thắng nối dài, Lê Hồng Phong nối dài. Bên đây là diện Hoa Đạo ngày xưa và đây là chùa Việt Nam Quốc Tự, rất là lớn ha. Ở khu này thì không có khách sạn 5 sao giống như ở trung tâm Sài Gòn. Ở đây đa số là những khách sạn cho thuê theo giờ. Đặc biệt trên con đường Lê Hồng Phong này nè, có nhiều khách sạn cho thuê theo giờ. Bên cạnh đó thì cũng có những khách sạn bình thường, cho thuê ngắn hạn, dài hạn cũng có. Ở đây cách một bên dân chủ khoảng 1-2 km thôi, trung tâm Ghiền. Đây là ngã ba Trần Minh Quyền đi ra hướng Điện Biên Phủ. Ở khu này thì khách sạn lưa thưa chứ không có sang sát nhau giống như ở Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay là Lê Hinh Tôn rồi. Ở bên đây là nhà hát Hòa Bình nè. Kế bên nhà hát Hòa Bình thì có một cái khu khách sạn. Ở đây khách sạn đây thì không có cao. Ở đây Vua Làm TV thấy rộng rãi nè. Để Vua Làm TV sẽ đọc tên để anh chị tìm ở trên cái app đặt phòng. Đây là khách sạn Kỳ Hòa. Ở trong đây có quán cà phê Grove. Khách sạn Kỳ Hòa đây. Khách sạn Kỳ Hòa ở số 238 đường 3 tháng 2. Đó, đây là cái cổng đi vô nè. Cổng vô rất là lớn, nơi đây cách trung tâm Sài Gòn khoảng 2 km. Ở đây thì rộng rãi rồi, thoáng mát. Ở đây đi lại Hà Đô Sentosa khoảng chừng mấy trăm mét nè, đi bộ lòng vòng. Ở con đường 3 tháng 2 này thì bán sim điện thoại cũ mới rồi rất là nhiều ha. Phụ kiện điện thoại rồi linh kiện các loại luôn đó. Sửa chữa rất là nhiều dịch vụ về điện thoại ở con đường 3 tháng 2 này. Nên thành ra khi mà anh chị đến Sài Gòn từ các đất nước hải ngoại thì không cần phải mua sim số gì ở phi trường đó, nó có thể giá cao hơn ở đây. Mình về đây là ở khách sạn ở đây là coi như là mua ở đây rất là gần. Ở đây có nhà khách Học viện Hành chính Quốc gia. Từ khu khách sạn này mà đi lòng vòng tới công trường dân chủ, đường bên dân chủ thì cũng dễ. Ở đây cũng có siêu thị lớn như là Vincom nè, đi lên xíu có
siêu thị Vincom. Đó, hôm nay Vlog TV gợi ý vài cái địa điểm, vài khách sạn để của chú anh chị có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng có cái để tham khảo ha. Cái clip hôm nay không nhằm mục đích quảng cáo hay là thu lợi của ai cả. Vlog TV có sao nói vậy ha, trên đường đi hôm nay làm về cũng hơi trễ, sẵn đi tới khu vực này rồi bấm máy chia sẻ bà con cô bác những hình ảnh trên đường đi. Mặc dù ở con đường 3 tháng 2 cũng như các con đường khác thì rất nhiều cửa hàng người ta đóng cửa trả mặt bằng, nhưng mà đâu đó cũng còn những dịch vụ cần thiết, nên thật ra tôi chú anh chị yên tâm. Bên đây có cái siêu thị bán đồ nội thất trả mặt bằng gì mà lớn quá vậy. Mấy bữa ở đây để bảng bán xả lỗ gì tùm lum la, nay đổi cái băng rôn rồi cũng chịu đầu tư ghê á, trả mặt bằng giá tốt, rồi trả mặt bằng giá tốt nhất, thanh lý toàn bộ, trả mặt bằng sale up 80%, sale up gì mà giữ thần, ví dụ như 10 triệu mà còn có 2 triệu mà làm cái băng rôn cũng hoành tráng ghê ha. Ở chỗ này cái đoạn ngay đây hơi tiêu điều. Đó, sẵn đi rồi chia sẻ ảnh đường phố, cuộc sống ở các khu vực, chia sẻ đến tất cả các quý anh chị. Sân chơi cho vui ha. Ở đây hàng quán ăn uống thì nói chung cũng rất là nhiều ở trên con đường Cao Thắng nè. Ở đây là giao lộ Cao Thắng, quẹo phải là về trung tâm Sài Gòn, còn quẹo trái là ra Cao Thắng nối dài, sẽ đi đi ngang cái khu Hà Đô Sentosa. Đó, đây là quẹo bên trái nha. Ở đây có trung tâm laptop, điện thoại di động, thế giới di động nè, ngay góc đường luôn. Đó, anh chị khỏi cần mua sim số ở phi trường gì hết trơn á. Cứ nếu mà về đây ở khu vực này á, thì mình ghé đây mua, giá cũng rất là phải chăng. Còn ở đây thì có thêm một sự lựa chọn nữa về nơi nghỉ ngơi, đó là khu căn hộ Hà Đô Sentosa này. Khu căn hộ này thì mới xây rất là đẹp, giá trị rất là cao. Thuê căn hộ thì mình phải thuê kiểu như dài hạn á, tháng hay là nửa tháng gì đó thì mới có lợi, hoặc là thuê ngắn hạn thì giá cũng như khách sạn ha. Ở đây là con đường Cao Thắng nè, chúng ta đi tới xíu rồi mình sẽ lòng vòng vô khu Hà Đô, rồi lòng vòng ra Cách Mạng Tháng 8, rồi hồi nữa vòng ra 3 tháng 2 đi ngang siêu thị, rồi đi về con đường Cao Thắng hướng về Cống Quỳnh, hướng về Minh Khai ha. Ở đây thì có rất là nhiều quán cà phê với lại quán ăn, rồi quán nhậu, tiệm bánh đồ các loại. Quán nhậu đây là quán lớn không à. Do hôm nay là ngày đầu tuần nên thành ra quán xá thì cũng không có đông lắm, nhưng mà ở đây quán đẹp, quán sang. Đi tới xíu thì có nhà hàng ở khu Kỳ Hòa đó. Ở đây thì cũng có mấy khách sạn, nhưng mà lên tôi thấy kiểu người ta cho thuê theo giờ. Ở bên đây có quán bò tơ Nhân Phát nè, hệ thống bò tơ này cũng lớn, cũng nhiều nơi. Ở Phú Mỹ Hưng cũng có, ở quận nào hầu như cũng có quán này hết trơn á. Kiểu bây giờ các quán là người ta mở hệ thống nhiều chi nhánh để tạo độ uy tín cũng như là chất lượng. Những quán mà kiểu tạo thương hiệu hệ thống thì hầu như là người ta không có làm mẫu.
đây có những khách sạn bên tay phải nè, 80.000 giờ, 60.000 giờ nhìn lùm la này, khách sạn cũng lớn đó. Nhìn vô khách sạn thấy xe máy không là biết rồi đó. Có shop tiện lợi này, 7-Eleven nè, thương hiệu con của Cycle K, cũng đến từ Nhật Bản. Nhưng mà ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì 7-Eleven ít hơn Cycle K. Nhưng mà ở Thái Lan cũng là tôi thấy đa số tất cả hầu như Cycle K không à. Ủa, 7-Eleven đúng không à? Bên đây có siêu thị Co-op, Co-op Mart này. Ở dưới có quán cà phê rồi. Nếu mà anh chị ở ở căn hộ ở trong Hà Đô thì mình đi tới đây để đi siêu thị nè, mua thực phẩm. Co-op Mart là chuyên về thực phẩm, đồ dùng gia đình, đồ gia dụng. Còn khách sạn ở đây thì hầu như không có như vậy, chưa thể theo giờ thôi. Hôm nay lên TV đi thì nói theo cái cảm nhận riêng của bản thân Lâm TV thôi ha. Còn nếu mà của chú anh chị có những thông tin gì khác thì mình bổ sung, để của chú anh chị khác ở các khu khác có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng hiểu hơn, cảm thấy nó phù hợp hơn, tùy nhu cầu của khách hàng ha, tùy nhu cầu của chị và các bạn. Có thể Lâm TV thấy không hợp nhưng mà chị thấy hợp. Bên đây có nhà hàng Niệm Tâm, tiệc ngoài trời, Đông Hồ Garden, nó vắng quá trời. Ở nhà hàng Đông Hồ, đi tới đây có nhiều quán nhậu nè, cái chỗ đất sét, quán đất sét, cuối đường là con đường Cao Thắng Nối Dài đi, Lê Hồng Phong Nối Dài giao với Cao Thắng Nối Dài, nguyên dãy này quán ăn quá trời luôn. Ngoài quán nhậu là còn có các món ăn nữa, là thích hợp để đãi tiệc hay là nhậu nhẹt. Hướng này là ga Lê Hồng Phong, đoạn này là Lê Hồng Phong Nối Dài, còn mình quẹo phải là đi ra hướng Cách Mạng Tháng 8. Ở đây là con đường Hoàng Dư Khương. Cái hẻm này là đi lòng vòng sẽ ra cuối đường, cũng ra Hoàng Dư Khương, mà hồi nữa quẹo là quẹo tới Hòa Hưng luôn á. Ở bên đây có khách sạn Ngọc Anh, Anh Ngọc. Ở khách sạn Anh Ngọc ở đây thì ở trong hẻm số 9 đường Hoàng Dư Khương. Mà những khách sạn này chắc có lẽ người ta không có đăng ký trên cái app đâu. Ở đây những khách sạn cho thuê theo giờ thì chắc là trên app không có. Ở nhìn vô toàn là xe máy không à. Đó, đi thẳng là đi ra Hòa Hưng đó. Đây chúng ta quẹo phải, khu này cũng có nhiều khách sạn nè. Đây quán ăn buổi tối đông quá trời. Ở đây bán nước ép, nước ép Cô Nga. Đó, khách sạn Hoa Thủy Tiên, 1:50. Đa số những khách sạn đây là như vậy, chứ ở đây cũng rất ít du khách nè. Không phải khách sạn như vậy là xấu, tùy theo cái cảm nhận của chú anh chị thôi. Nhưng mà những khách sạn như vậy thì hầu như là người ta không có đăng ký app. Đặt phòng thì chắc phải đặt trực tiếp rồi.
ở đây có chỗ tập thể dục rất là nhiều ha, bên trái nè. Câu lạc bộ thể dục thể thao 291. Bên trái hình như hồi xưa là khu khu quân đội gì ta, tự nhiên quên tên rồi. Lê Văn Duyệt, trại Lê Văn Duyệt. Ở đây quán ốc rồi quá trời. Đây là cái hẻm, địa chỉ Cao Thắng 392, hẻm 392 Cao Thắng. Ở những khách sạn ở đây có cái view nhìn ra là trên trại quân đội nè, là trại Lê Văn Duyệt ngày xưa nè. Ở phía trước có một khách sạn lớn rồi chứ, cũng là 2 giờ 200, 3 giờ 250, qua đêm 500, 800, họ rất là lớn luôn á. Hai năm hai xịt bốn ba Cao Thắng. Nếu mà anh chị để ý những khách sạn nào ở đây thì mà không có rõ thông tin thì có thể để lại phần bình luận, hoặc là nhắn Quỳnh TV sẽ tìm thông tin, sẽ gửi đến anh chị và các bạn để anh chị trực tiếp làm việc liên lạc với khách sạn ha. Ở đây quẹo phải là ra Cao Thắng nè, quẹo trái là ra 3 tháng 2, quẹo trái là ra Cách Mạng tháng 8. Đây có một khu chợ. Mình sẽ đi ra cái hẻm này, sẽ ra hẻm 285, 285, 283 Cách Mạng tháng 8, thì ở đó cũng có mấy khách sạn nữa. Đi để anh chị tham khảo. Và nếu anh chị thích ở gần với Sentosa thì chắc có lẽ hẻm 283, 285 này sẽ phù hợp. Còn ở Kỳ Hòa thì đi lại hơi xa xíu. Ở đây quẹo trái là ra hẻm 285, còn quẹo phải là ra hẻm 283. Đó, quẹo phía bên trái đi. Đó, đi thẳng là ra Cách Mạng tháng 8 nè. Đó, phía bên đây là khu Hà Đô. Khu Hà Đô thì ở phía dưới thì cũng có rất là nhiều những tiện ích, rất là nhiều shop house ha. Giờ chúng ta sẽ quẹo trái, để ra hẻm 285. Hồi nữa mình sẽ đi vòng lại vô hẻm 283, rồi đi vô khu Hà Đô, rồi đi ra 3 tháng 2, rồi đi về Cao Thắng. Đó. Chỗ Hà Đô nhìn xéo xéo qua bên đường ở mặt tiền 3 tháng 2 á, thì có siêu thị Vinhome, Vincom mới ở đó mới làm lại, mới sửa sang lại. Lúc trước Lâm TV cũng có đi vô đó với bạn đồng nhỏ và các anh chị xem cho biết, mới những ngày đầu khai trương đó. Ở đó thì không có lớn như Park Mall ở quận 8, cũng không đông lắm. Ở đây cũng có mấy khách sạn, thì ở đây cũng có cho thuê theo giờ thôi.
nhưng mà có một hai khách sạn gì đó lên tôi cảm thấy cũng lớn lớn cũng hợp nhãn. Ở đây có quán chân gà nướng, đông lắm, đông. Tao vừa đi qua ngay chỗ ngã ba bên trái đó, nó 1 giờ 60, 2 giờ 80, khách sạn đây là vậy không à. Mấy bữa lần tôi thấy cái khách sạn nào cũng lớn lớn cũng được được đó. Mà nay đâu không thấy rồi ta. Đó, bên phải ở khách sạn Ken nè, 1 giờ 100, 2 giờ 150, qua đêm 400. Đó, khách sạn Ken. À, giờ ngay trước cửa khách sạn ngay chỗ một tiền đó, tao lên đi cũng ngại ngại đứng đó để quay quay ha. Đi lướt qua để anh chị thấy nếu mà khách sạn nào mà cảm thấy vị trí nào vừa ý lên tôi sẽ quay trở lại gửi bà con cô bác những hình ảnh chi tiết sau. Đó, đây là hẻm 283 đó. Đây là mặt tiền con đường Cách Mạng tháng 8. Hẻm bên đây thì khách sạn lớn hơn. Ở đầu đường có tòa nhà đang xây. Ở đây quán xá quá trời. Quán nhậu đồ đầy cho quán karaoke bên trái nè. Ta đi bên hướng này đi. Ở ngay đây có khách sạn Happy ở phía bên trái đây. Đi lòng vòng đây cứ để ý khách sạn không, nhìn nhìn ngó ngó. Người ta thắc mắc không biết này đi đâu mà cứ đi tìm khách sạn không à. Ở ngay đây có hotel Sài Gòn nữa nè. Đó, khách sạn này cũng lớn á, tôi thấy khách sạn này cũng được á, này không có để cho thuê theo giờ nè. Hotel Sài Gòn, địa chỉ 283/87 Cách Mạng tháng 8. Chúng ta đi vòng qua khu Hà Đô nha. Vòng vòng ở Hà Đô này thì nhiều quán xá lắm. Hồi nãy ở đường 3 tháng 2 thì thấy ít chứ quẹo vô Cao Thắng một cái là đầy hết trơn. Đồng này giống như một cái thành phố thu nhỏ vậy đó. Đi đâu cũng có bảo vệ an ninh hết trơn á. Rồi thấy ngập trời. Rồi ông ta quẹo hướng bên trái là ra 3 tháng 2. Rồi đi thẳng cái hướng đó là ra Cao Thắng. Khi mà ra cổng đây chúng ta thấy bên kia đường có cái bồn nước rất là lớn ha, một trong những bồn nước xưa còn sót lại ở Sài Gòn, chưa tới 10 cái bồn thế này đâu, nhưng mà không có sử dụng. Đó, về bên trái là khu Vincom này nè, khu trung tâm thương mại,
cũng lớn ở khu vực này. Đó, bên cầu bên kia. Đó, hướng này là đi ra 3 tháng 2, ủa hướng một bên Dân Chủ. Đó, còn tên Dân Chủ thì Vua Lâm TV cũng không biết sao rồi đó, người ta đặt là Dân Chủ. Có cô chú anh chị nói Dân Chủ gì gì đó, Vua Lâm TV cũng không rành. Cái tên giờ là vậy ha. À, rồi chúng ta quẹo phải tới giao lộ Cao Thắng lúc nãy. À, rồi thôi chắc cái video clip hôm nay dạo một vòng ở khách sạn ở khu Hà Đô, chia sẻ đến tất cả của chú anh chị để chúng ta thấy được cái khung cảnh xung quanh ở đây nó như thế nào ha. Ở trên con đường 3 tháng 2 này có rất là nhiều những người có hoàn cảnh, người ta ngồi trên cái vỉa hè, ngồi hy vọng giúp đỡ của ai đó, người ta ngồi ngày này qua ngày nọ luôn á. Lúc nào lên TV đi ngang cũng thấy. À, rồi thôi cái clip hôm nay đến đây cũng khá dài rồi. Hy vọng của chú anh chị cũng chọn được cho mình một cái vị trí khách sạn nào đó ưng ý. Trong quá trình xem clip thì nếu mà không rõ thông tin của khách sạn nào thì có thể để lại lời nhắn, Vua Lâm TV sẽ gửi chi tiết anh chị để liên lạc trực tiếp với họ ha. Một lần nữa Vua Lâm TV xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả các anh chị lúc nào cũng là hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.